Chào ông bà nhá. À, được rồi, rất giỏi. Những cái... Cáy chưa về nhỉ? Một mình Cáy ở đây à anh? Một mình Cáy ở đây à? Vâng. Thế cho anh cái mic để anh sang. Thế điện đóm thì thế nào? Điện thì mấy nước kéo từ bên kia sang, từ cái nhà bên kia. Từ cái lều kia có đường dây xuống xóm như này. À. Có đường cột chữ A. Là họ cho kéo gì? Cho mà, cái này là nhà điện lúc nào nó cũng cho. Ừ. Rất là rộng nhỉ? Vâng. Của nhà bên này luôn à? À, là anh liên hệ xong là mua được chỗ này. Đúng rồi. À, xin chào quý cô anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Hiện tại thì cháu Hiệp đang có mặt ở một cái địa bàn rất là khác. Và tiếp tục là đồng hành và nhận lời giúp đỡ với hoàn cảnh trên kênh của anh An Nông. Thì như quý khán giả đã theo dõi rồi thì trước, cách đây khoảng tháng rồi, tháng 2 tháng gì đó rồi, thì anh em Tam Giác Mạch có một hành trình về với xã Ngọc Long với hoàn cảnh là cháu Cáy. Thì để lật lại một chút thì cháu Cáy là mồ côi toàn tập. Đấy, bố mẹ. Thì đây, Cáy đây. Ôi, có được chim không? Ăn đến bấy chim. Đây là một hoàn cảnh mà là sản phẩm của một cuộc tình. Thầy nói là cũng rất là khó khăn, bố mẹ thì cũng đều là tàn tật, lấy nhau rồi đẻ ra Cáy, sau đó là bố mẹ cũng đều mất hết, thì một mình Cáy sống với bác đó, rất là khó khăn, nhà thì rất là rách nát. Đến thời điểm hiện tại thì Cáy đã được anh Nông kêu gọi hỗ trợ và đã phải gọi là kéo ra ngoài mặt đường rồi. Được chim không? Hả? Đấy. Một mình Cáy ở đây có sợ không anh? Có cái ông ở bên cạnh này cũng rất là quý. À. Thế là mến nó thì có gì gọi là. Thế bây giờ là chuẩn bị làm tiếp hay là như nào? Thầy đang nghỉ đây. Tại vì tiền việc ít. Lo. Mình nhớ anh không? Bao nhiêu bao? Bao nhiêu bao? Bao mà. Mặt đen hết rồi. Chúng ta nông này. Hả? Tao nông như tao? Tao ý tưởng hôm nay. Ý tưởng hôm nay chứ? Có ua chào ua? À, xong bẫy ở dưới đất đây đúng không? Nó đến ăn xong là sập đúng không? Hôm nay thì đây, mọi người ạ, đây là bé Cáy đây. Cũng rất là nhiều khán giả đã xem video Tam Giác Mạch và đã nhận ra rồi. Quý vị khán giả trên kênh em Hiệp nhá. Và rất nhiều bác xem ở trên kênh của anh Nông thì cũng có nhắn tin, cũng có comment, cũng có gọi điện rằng là Tam Giác Mạch nên vào đây để giúp hoàn cảnh cháu Cáy. Thì mọi người muốn biết cháu Cáy cụ thể như thế nào thì có thể xem nhiều hơn ở kênh của anh Nông. Và cái link mà Tam Giác Mạch comment ở phía dưới này mọi người nhé. Thì rất là khó khăn và hôm nay anh em mình vào đây thì mục đích chính là để giúp đỡ anh Nông kêu gọi cho cháu Cáy này. Thì hiện tại là đã đi từ một cái bản mà cách mặt đường nó phải rơi vào 1 tiếng đồng hồ đi xe máy để ra đến đây, ra đến mặt đường. Và hiện tại anh Nông đã kêu gọi và làm được cái móng kè rất là sâu này rồi. Và đã hết 34 triệu rồi, hơn 34 triệu do là thiếu kinh phí. Và với cái đổ phủ sóng của kênh anh Nông thì chưa thể kết nối được nhiều nhà hảo tâm để giúp đỡ bé Cáy này. Thì Tam Giác Mạch mới nhận lời vào đây để hy vọng rằng thước phim này chia sẻ và lên sóng thì sẽ kết nối được tới các nhà hảo tâm, cô chú anh chị có điều kiện kinh tế dư giả để có thể giúp đỡ bé Cáy có một căn nhà. Bởi vì bé Cáy bây giờ là đơn thương độc mã rồi, chỉ có một mình thôi. Có một bác nữa nhưng mà bác thì cũng không có con. Chú. Đấy, rất là khó khăn. Thì bây giờ anh Nông sẽ chia sẻ một chút khó khăn của bản thân anh từ khi đến, từ khi kêu gọi, từ khi mua đất, rồi là tình trạng đất như thế nào, rồi là đã làm được bao nhiêu, bây giờ thiếu bao nhiêu. Và những cái khó khăn tóm lại là anh sẽ là người chia sẻ cụ thể nhất đến với quý khán giả. Đấy. Vâng, thì cũng một cái duyên, cũng là một cái cơ duyên để giữa An Nông với lại chỗ Cáy các bác ạ. Thì lúc gặp em Cáy thì cũng rất là khó khăn, nên là từ khi mà gặp đấy thì cũng rất là khó, nên là An Nông cũng thấy thương thì An Nông kêu gọi để giúp em nó. Trong là mãi về sau ấy thì mới là gặp chỗ, nhờ chỗ em Hiệp vào cùng kêu gọi một tập, thì từ đấy thì mới được các cô các bác biết đến, thì mới các cô các bác mới gửi tình thương để trao cho em Cáy, để em Cáy mới có ngày hôm nay. Mới An Nông mới cũng từ đầu thì gặp chỗ em Hiệp thì em Hiệp cũng nói là sẽ cho em Cáy ra bên đường ở bên đường Cáy, thì cũng là đồng nghĩa với các bác, cái ý kiến của các bác thì cũng nói là cho em nó ra bên đường Cáy để ở. Thì cũng xong là mãi cũng được từ chỗ em Hiệp đấy thì cũng được các bác đi qua kênh An Nông thì cũng được nhiều bác, các mạnh thường quân với lại các vòng tay nhân ái thì cũng chia sẻ tình thương để giúp em Cáy. Thì như hôm nay thì An Nông mới mua được cho em Cáy một mảnh đất là 50 triệu. Xong là vừa rồi thì lại tiếp tục có các bác gửi thêm đấy, thì An Nông lại làm cái móng, làm cái kè lên thì là mất 34.517.000 cái móng kè này. Thì đến hiện tại thì cũng tiền dư giả để làm nhà thì cũng còn rất là ít. Còn có là hôm qua bà Dậu gửi thêm 400.000 để nữa làm quỹ xây nhà, thì là hiện tại là còn 14.400.000 để dư để xây cái nhà. Thì cũng, cái 14 triệu đấy thì cũng, có lẽ là cũng không đủ để dựng một cái nhà lên. Thì hôm nay thì cũng rất là may là lại được nhờ chỗ em Hiệp thì được em Hiệp vào đây để cùng giúp đỡ hỗ trợ An Nông. Thế nghĩa là anh em mình sẽ cùng kêu gọi hỗ trợ cho cháu Cáy. Thì anh Nông thông tin một chút là những cái nhà hảo tâm thông qua kênh của em đã gửi tiền về cho Cáy ấy. Tại vì em cái dữ liệu trước là em mất hết rồi. Cái của cái phần là chỗ em gửi nhỉ? Vâng, chỗ của em ấy. Là cái gì Hoa Ban với lại cô chị Thảo. Rồi. Cô Thảo 1 triệu này. Vâng. Với lại Hoa Ban 200. Là được tỉnh là tổng là 1,2 triệu thì phải, đúng không? Vâng, còn cái tiền hỗ trợ không biết là cái là ai nhỉ, 600 nữa. 600 là cho cái hoàn cảnh gì nhỉ? Chắc là này. Đấy, tại vì mọi người thông cảm nhé, là cháu Hiệp thì rất là vô tình thì lại xóa cài đặt gốc, đâm ra là cái dữ liệu ở Viber và Zalo. Cái danh sách thì không mất và tên các nhà hảo tâm thì không mất đâu, mà là những cái mà Tam Giác Mạch đã nhắn cho anh Nông ấy, thì những cái tin nhắn cũ của Viber và Zalo ấy, hôm nọ Tam Giác Mạch đã nói rồi là nó bị mất hết, không khôi phục được, nên là tất nhiên là danh sách thì anh Nông cũng đã lên video rồi, chẳng qua là hỏi lại để thông tin qua video này là các cô chú anh chị là nắm được những ai đã gửi tiền thông qua cái video đấy để giúp cháu Cáy ấy. Thì chính xác là có cô Thảo gửi 1 triệu này, và có một cái nick Hoa Ban là gửi 200.000. Hoa Ban Yên Bái. Đấy, là gửi 200.000. Thì Tam Giác Mạch cũng đã chuyển tất cả các số tiền là chuyển cho anh Nông trước Tết rồi. Vừa nãy vừa mới mở ra thấy anh Nông chúc Tết 1 triệu đồng, bây giờ mới thấy. Thì rất là buồn cười. Tại vì là tin nhắn nó rất là nhiều. Một người như Tam Giác Mạch thì cũng thật sự là được cô chú anh chị quý mến, thì bây giờ rất là nhiều tin nhắn thì nó sẽ bị trôi. Nên là mọi người nhắn mà bị chưa trả lời được thì cũng thông cảm. Quay trở lại câu chuyện là kêu gọi giúp Cáy ấy, thì anh em mình là những cái kênh YouTube mà nhận được cái sự tin tưởng của quý khán giả trong suốt thời gian vừa rồi, và sau này thì hy vọng vẫn là được tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ đó. Thì hôm nay Tam Giác Mạch mới đi vào đây, để mà vào đây cả hành trình đi và về đến hơn 80 cây số mọi người ạ, đường rất là xấu. Tuy nhiên thì phải nói là đứng trước với khung cảnh như thế này rất là cảm phục cái nỗ lực của anh Nông để giúp một người không cùng máu mủ, không cùng ruột thịt, chỉ là một người dưng thôi, Nhưng mà anh Nông đã xuất phát từ một cái điều gì đó thì Tam Giác Mạch không biết, nhưng mà chắc chắn là sẽ là tình thương giữa con người với con người, để có thể hỗ trợ là mua được đất này. Đất thì 50 triệu thì mặt đường này nó rơi vào khoảng hơn 12 mét nhỉ? 10 mét. Và sâu thì bạt ngàn luôn, sâu đến tít dưới này, tầm khoảng 70 đấy, sâu 70 mét. Và sau này thì thanh niên này có nhà rồi, chắc chắn sẽ có chuồng trại và có đất canh tác nữa. Nên là với một cái giá trị như thế thì Tam Giác Mạch nghĩ rằng là nó sẽ không đắt. Ngoài ra sau khi mua được đất rồi thì anh Nông lại tiếp tục kêu gọi và hỗ trợ cháu Cáy đây này là kè xong. Kè với một cái kết cấu là rất ok nhá, là đổ cột, giằng và xây gạch, xây đá lên. Xây đá sau đấy nữa là bắt đầu bè đất vào và tiếp tục đổ giằng một lần nữa, bắt đầu mới xây cái cất nhà lên. Tuy nhiên thì câu chuyện ngày hôm nay muốn truyền tải tới quý khán giả đó là gì? Bên cạnh cái niềm vui chưa đầy đủ của cháu Cáy mồ côi thì khó khăn còn ở trước mắt rất là nhiều, bởi vì là bây giờ cái kinh phí làm nhà gần như là không có. Mình chỉ có hơn 14 triệu thì bây giờ 14 triệu thì cũng chỉ đủ để đổ giằng cũng như là bè được một cái nền sàn như thế này thôi. Còn cái khung nhà dựng lên khoảng 6-70 triệu nữa thì không có. Thì hy vọng rằng đầu xuân năm mới, một cái thước phim kết nối của Tam Giác Mạch với anh Nông và cháu Cáy, thì hy vọng cô chú anh chị nhà hảo tâm sẽ xem được, và hỗ trợ được. Nếu như mà cô chú anh chị nhà hảo tâm trên kênh mà có thể hỗ trợ được 5-60 triệu để cháu Cáy cất nhà, một cái khung nhà cấp 4, thì chắc chắn là bản thân Tam Giác Mạch cũng sẽ hỗ trợ một cái mái nhà bằng bờ lô rơi vào khoảng 5-6 triệu gì đó. Thì bản thân Tam Giác Mạch cũng xin phép là trích cái lợi nhuận của việc bán hàng để hỗ trợ. Còn nếu như mà duyên không đủ lớn thì sẽ rất là khó, bởi vì là để mà nói thì anh Nông với Tam Giác Mạch đã kêu gọi cho cháu Cáy rất là lâu, rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì có lẽ là cái duyên chưa đủ lớn. Cáy thì không biết tiếng phổ thông mọi người, không được đi học một chữ bẻ đôi, không được học. Đâm ra là bây giờ ấy, chăm sự là nói thật là An Nông thì không khác gì một người bố của Cáy luôn rồi. Hôm qua anh em mình mới tâm sự với nhau, với mấy anh em YouTube ấy, là tất cả anh em YouTube đều dõi theo cái hành trình của anh Nông, đối xử cũng như là giúp đỡ một người không cùng máu mủ ruột thịt như Cáy để đến được ngày hôm nay lôi ra mặt đường ấy. Xin phép được dùng từ lôi, bởi vì là ở trong xóm đấy thì nói thật là vào đến đấy để ăn một miếng thịt ngan của Cáy đến bây giờ vẫn còn nhớ là gì. Đường đi nó chỉ như thế này thôi, mà mưa ướt, dốc, khúc khuỷu rồi là đường đất thì mọi người biết nó lầy như thế nào. Video trước đã có rồi, mọi người có thể xem kỹ hơn ở video trước. Tuy nhiên thì thử nói thế nào, anh Nông dạy những cái gì rồi, bố Nông gọi dạy những cái gì rồi. Cháu chào các bác xem nào. Cháu chào các bác xem nào. Cháu chào ông bà. Cháu chào ông bà á. À, được rồi, rất giỏi. Những cái câu đơn giản nhất là anh Nông hướng dẫn thôi, còn đâu là không biết nói gì cả, mà sống rất là bản năng. Tức nghĩa là gì? Lúc nãy anh em mình đến là còn đi bẫy chim ở trong rừng kia kìa. Bẫy chim mà chim với chuột ở rừng để về để cải thiện cái bữa ăn của mình. Đó. Thì về hoàn cảnh của Cáy thì thật sự rất là đặc biệt rồi. Một mình như sọ dừa ấy, phải nói thẳng là như sọ dừa. Bởi vì là bố mẹ là khuyết tật đến với nhau. Ví như sọ dừa thì cũng không phải, mà là hoàn cảnh của cháu Cáy ra như thế này. Bố mẹ thì khuyết tật cũng lấy được nhau, sau đó là đẻ ra Cáy và lần lượt là bố với mẹ là đều mất hết, để lại một mình Cáy trong một cái nhà rất là tan tác. Một người em nữa, em cũng mất. Và đẻ được một người em nữa và em cũng mất hết. Nên là không có một người thân nào là ruột thịt cả. Đến hôm nay có được như ngày hôm nay là đã rất là mừng rồi. Thì hy vọng rằng là với những cái nỗ lực của anh Nông như thế này thì cô chú anh chị có thể cảm nhận được, và những cái hành động này đã chạm đến cái lòng thương của cô chú anh chị, có thể hỗ trợ cho cháu Cáy có một căn nhà cấp 4. Bây giờ chưa dám nghĩ là sẽ làm to làm cao, mà rất là khó, bởi vì là nếu như mà chỉ cho Cáy ra khu vực trung tâm xóm đấy thì rất là dễ thôi, nhưng mà để đi vận chuyển vào đó thì nó sẽ mất gấp đôi căn nhà rồi. Tiền cước, tiền vật liệu đã gấp đôi căn nhà rồi. Còn nếu mà ra đây thì có cơ hội để tiếp cận với văn hóa cũng như là cơ hội để phát triển bản thân, rồi là tương lai nó sẽ sáng lạng hơn. Đấy, rất là khó để mà có được căn nhà. Thì hôm nay Tam Giác Mạch mới vào đây, bởi vì là mình cũng chỉ là cầu nối thôi. Tuy nhiên là khi sự xuất hiện của Tam Giác Mạch thì sẽ có một cái tia hy vọng mới cho cháu Cáy, là cô chú anh chị sẽ nhìn thấy và sẽ giúp đỡ Cáy. Còn không bây giờ thì dựng xong như này là cũng thiếu tiền thì cũng không biết thế nào mà lần cả. Nếu mà Cáy là một người mà biết được học một chút đi, hay là tháo vát hơn thì có thể tự đi làm, nhưng mà đây rất là ngây ngô. Bây giờ phải chăm sự là dựa vào anh Nông hết. Đó. Bây giờ cháu Cáy một mình là ở đây mọi người ạ. Đây, một mình ở cái lều kia, ở tạm. Và cái khoảng đất từ cái khu mà làm sạch cỏ này xuống dưới, sương mù các bác nhìn thấy rồi. Sương mù thì khó nhìn một chút, nhưng mà sẽ hình dung ra được là nó dài khoảng 7-80 mét xuống dưới. Sau này là dựng nhà xong thì chuồng trại sẽ ở dưới, và Cáy sẽ có một mảnh nương rất là lớn. Chỗ này phải gieo hết khoảng 2 bao giống, 1 bao giống đây này. Đấy là những cái nỗ lực của anh Nông, là đã đi tìm hiểu và đi mua được cái miếng đất này cho Cáy. Đó. Thì với những cái nỗ lực như vậy thì Tam Giác Mạch mong rằng là quý khán giả sẽ đồng hành với anh em mình để giúp Cáy có một căn nhà. Anh em mình cũng sẽ trích một vài hình ảnh về Cáy để cho quý khán giả hình dung dễ hơn những cái hoàn cảnh trước kia đến bây giờ, tại sao anh Nông lại cố gắng để cho cháu Cáy ra mặt đường như thế này, là để cuộc sống nó thay đổi. Đó. Cũng rất là nhiều cô chú anh chị đóng góp rồi, tuy nhiên thì với cái thế đất như thế này thì bắt buộc là phải tốn kém kinh phí để mà tạo một cái môi trường sống mới. Đó. Bây giờ mới chỉ được cái móng thôi mọi người, còn phải kè lên cao hơn mặt đường, ít nhất là bằng cái đầu gối 50 phân như thế này, thì sau này cái nền nhà nó mới cao và thoáng hơn so với mặt đường được. Đấy. Thì tất cả những cái sự đóng góp mà cô chú anh chị gửi về cho Tam Giác Mạch thì cũng sẽ tương tự là chuyển hết cho anh Nông, để anh Nông lo làm nhà cho Cáy. Bây giờ là đang bị đình trệ bởi vì không có kinh phí đây này mọi người này. Và ngoài ra thì hoàn cảnh của thanh niên kia thì cũng rất là khó khăn, đều là nhờ anh Nông giúp đỡ. Cho đến thời điểm hiện tại anh Nông cũng đang kêu gọi cho thanh niên kia để ra đây cùng với Cáy, có hàng có xóm luôn. Tuy nhiên thì rất cần sự chung tay của quý khán giả và cô chú anh chị rất là nhiều. Hoàn cảnh anh này thì là vợ là ăn lá ngón mất đúng không? Đúng rồi. Xong là như nào nữa anh? Vợ ăn lá ngón, bởi vì là cũng về cái hoàn cảnh nghèo quá nên vợ không chịu được, nên là vợ ăn lá ngón chết. Không có giải pháp nào khác đúng không? Hiện tại thì em nó có một căn nhà cũng rất là sộp xẹp, rất là sắp đổ, thì cũng với lại nuôi 2 đứa con nhỏ nữa, 2 đứa con, một đứa thì 4 tuổi, một đứa thì tầm khoảng 20 tháng. Từ lúc An Nông đi gặp đây thì là 17 tháng, thì là cách đây 2-3 tháng, hiện tại được tầm khoảng 20 tháng rồi, đứa con nhỏ. Vừa rồi cũng bị đau tai nên là An Nông cũng đưa ra bệnh viện ở ngoài kia để chữa, để khám chữa, thì cũng hiện tại cũng đã khỏi. Nên bây giờ anh em mình xuống xem cái khu ở tạm của Cáy xem như thế nào nhỉ? Thật sự là rất là khó khăn. Tuy nhiên thì cũng phải truyền tải một cách qua đây em ơi. Qua đó. Bên này không đi được anh? Cũng bên này. Nếu mà em được các bác giúp thì cũng khả năng là cái nhà này là mấy nữa thì cũng cho em phác họa để tất cả mọi thứ để làm như kiểu cái mẫu nhà của em ấy. Rồi, nhất trí, em sẽ hỗ trợ, cái nào em giúp được là em giúp hết mình. Vẫn câu chuyện cũ như ngày trước anh em mình nói là mấy kênh YouTube bé bé của anh em Yên Minh ấy thì luôn luôn là sẽ đoàn kết với nhau để cùng nhau đi lên và cùng nhau là kêu gọi hỗ trợ cho các hoàn cảnh. Giống ngô nhá. Hả? Giống ngô nhá. À, có ngô à? Nó cha rồi, một số lên, số không, bởi vì là... Đây, trồng ngô rồi đây này. Ông Nông này được đấy. Ngô nếp đang muốn là trồng ngô nếp để mấy nữa bán, nó còn có kinh mình có bán tiền từng bắp một nhỉ? Đúng rồi. Đây ra, cái bắp... cho đến con chó con sức là 1 bắp 3.000. Ít tú cậu vừa sức à? Ây da. có bao trò bao cứa. Đây, đúng ra là hôm nay phải nói là anh An Nông cầu cứu Tam Giác Mạch cũng như là bé Cáy là cầu cứu được lần thứ hai. Chim à? Chim đấy. Thanh niên đi bắt được chim à? Nay nó bấy được. Là cháu Cáy là cầu cứu lần thứ hai để kênh Tam Giác Mạch vào đây. Cũng như là hỗ trợ. Rửa tay đi. Kêu gọi hỗ trợ cho cháu Cáy. Ui rồi ôi. Đấy. Đây thì cũng đều là An Nông kêu gọi thì mới được những cái tấm bạt với các tất cả mọi thứ ở trong này là toàn là của các cô các bác hết. Là dựng tạm cái lều đây. Vâng. Một mình tối là ngủ đây à? Vâng. Cũng được đấy nhỉ, gọn gàng phết. Dế lấy cốc về uống nước đi dế. Đây đồ tất cả này chắc các bác cho hết đúng không? Đúng rồi. Cái thì có cái tài là bẫy chim, bẫy thú. Đấy nên là có rất nhiều cái đồ nghề đây. Bẫy ấy. Đây, cái đồ bẫy, đồ đi bẫy này. Cái bẫy là bẫy của anh Giang đấy. Anh Giang mang cho nó đi bẫy. Nước này là anh xin à hay là xin cái mua hẳn? Xin cái nhà ở bên nhà xóm dưới này nhưng mà lên làm liều trên này. Thì cái anh này kéo từ tít bên kia về đến đây cơ, tầm khoảng 2 cây. Kéo nước mạch. Chỗ này cũng là anh hỗ trợ hết à? Để cái sống ở đây tạm. Vâng. Thế không có điện đúng không? Điện thì không có. Thì vừa rồi có các bác bảo là gửi tiền cho mua cái đèn năng lượng. Nhưng mà anh cũng đặt cái đèn đấy từ trước Tết. Vì sau là cái nhà người ta bán hàng người ta không gửi. Người ta nói dối là gửi lại để. Thế là để anh đợi đến Tết không có. Hôm qua anh lại tiếp tục đặt tiếp. Đặt 2 cái luôn. Thì nó sáng. Đấy. Đây nó như một cái lều làm nương ấy nhỉ? Tốt rồi, ôi rồi ôi, đây bây giờ là nhìn rõ hơn rồi, mọi người có thể thấy là cái diện tích đất nó kéo dài đến tận cây dưới kia và kéo lên tận đến sát móng nhà, rất là sâu. Nhất đi. Chỗ này phải 100 mét đấy, chứ không phải 80 mét đâu anh. Phải dậy từ từ từng cái một thì mới hiểu được. Cho nước để cho anh uống, cho anh Hiệp. Đấy. Gọi là chú cũng được mà gọi là anh cũng được. Bởi vì xem nào, năm nay 17, 18 rồi thì 18 thì gọi bằng anh thôi. Đây, cuộc sống tạm của cháu Cáy đây, rất là gọn gàng và có quy củ hết. Đấy, sáng nay anh Nông thì anh ấy 2 cân cá mắm này. Sáng nay anh mua cho nó cho Cáy à? Vâng. Hôm nọ thì có cả anh mổ lợn Tết thì chia cho cả nó nhưng mà nó cũng ăn hết rồi. Hôm nọ ăn Tết ở đây à? Cũng về một phần là về dưới nhà, một phần là ở đây. Lúc thì hôm 30 thì lên đây làm một bữa cho em nó ăn ở đây. Không là về nhà cũ kìa. Vâng. Không, về nhà anh dưới mà. Về nhà anh nói gì? Tết là ăn nhà anh luôn à? Năm nay có về đâu. Bây giờ làm gì biết cái gì mà Tết đúng không? Nhà về trong đấy có cái gì đâu, cái nhà nát đấy thì có cái gì? Nhà chú thì nó cũng không về nó. Cái nhà này bây giờ có khi sắp đổ rồi á. Cũng lâu lắm, từ lúc em nó bị đuổi xong là không đi lên đấy nữa. Đấy, tại vì sao Tam Giác Mạch gọi là nhà nát? Bởi vì là cái tường nó nát hết, nó gần như là hỏng hết luôn rồi. Vâng, vâng, em ngồi đậy được cho nó thoáng, gió rộng. Đây nên nước cho anh uống đi. Nếu mà không có những thước phim mà người ngoài vào đây nhìn thì đúng là không thể tin đây là cuộc sống của cái thật đấy nhỉ. Anh xin nhá. Lúc nào cũng cười thôi, bởi vì nó ngô nghê lắm mọi người. Cái lúc nào cũng cười, vui vẻ. Không nói, không biết nói. Đấy. Mà đi rừng là rất giỏi nhỉ. Cháu mời các bác nước nhá. Không thể tin là một cháu bé mồ côi tất tật thật. Bây giờ lại được anh Nông giúp đỡ cho đến thời điểm hiện tại. Cuộc sống phải nói là cực kỳ khó khăn. Một cái túp lều ở tạm, đây là ở tạm trong quá trình làm nhà. Nếu như mà không làm được nhà thì sẽ phải ở như thế này đến suốt thôi. Đúng rồi. Đến bao giờ kêu gọi đủ làm nhà thì thôi đúng không? Đúng rồi. Đấy. Nên là hôm nay chuyến hành trình anh em mình vào đây thì cũng hy vọng rất lớn ở các nhà hảo tâm là sẽ phần nào san sẻ những cái khó khăn đấy với cái với anh Nông. Để cái sẽ có một căn nhà ở. Cái này là nước gì anh? Nước cây mâm xôi. Cây mâm xôi uống được à? Cái uống được. Gốc lá ấy. Lá. Nhặt lá với lại cái ngon về đun. Uống có vấn đề gì không? Không. Nó chỉ chứa làm tốt cho cái bụng thôi. Sẽ uống là tuồng Mỹ Lành đấy. Không tuồng được đâu. Nước đi anh. Vâng. Chứa được đau bụng. Thơm thật. À, chim đây. Được một con. Đủ một bữa rồi. Ông lấy phiến đá đúng không? Đặt như này xong con chim nó vào ăn, nó dập xuống đúng không? Đúng rồi. Nó đi đến, nó lại đi rồi. Nó lại đi xem rồi. Cái này gì nhỉ? À, để bẫy chuột à? Bẫy chuột. À. Cái bẫy. Ừ. Cái cạm. Cạm bẫy. Ê, quá là khổ. Anh em mình thật sự bây giờ thời tiết thì nói là không lạnh thì không đúng, mà nói rất lạnh thì chỉ có những người ở đây mới cảm nhận được thôi. Đang sương rồi là nó đang nồm nữa, thời tiết miền Bắc bây giờ nó vậy. Thì anh em mình vào như thế sẽ là thay mặt các khán giả, cô chú anh chị nhà hảo tâm để cảm nhận rõ nhất những cái khó khăn mà cái đang phải chịu đựng, cũng như là những cái khó khăn anh Nông đang đối mặt, cũng như là chuẩn bị là sẽ triển khai. Tuy nhiên thì có đến đây, có vào đây, có ngồi đây, có trực tiếp sinh hoạt ở đây thì mới thấy là nó khổ như thế nào, nó khó như thế nào. Rất là rét buốt tai, nhưng mà nó sẽ là cái cảm nhận thực tế nhất nếu mà mọi người có chân đặt, có điều kiện, có thời gian đặt chân vào đây. Thì Tam Giác Mạch nghĩ rằng là mọi người sẽ sẵn sàng đóng góp một vài bữa ăn sáng hay là một cốc cà phê của mọi người để giúp cháu Cáy có viên gạch, có bao xi măng để giúp đỡ thôi. Không phải mà là vô tình mà anh em mình đến vào một cái ngày thời tiết xấu đâu, mà anh em mình phải đi sát dân, đi với dân thì phải đi vào những cái lúc người ta khó khăn nhất, lúc người ta đói nhất, lúc người ta khổ nhất thì mình mới lột tả được những cái khó khăn của người ta. Còn nếu như mà mình đến vào ngày nắng ấm hay là ngày trời đẹp hay là gì đó thì có lẽ những cái thước phim nó sẽ chưa thể nào lột tả hết được cái khó khăn mà người ta đang phải trải qua. Đấy là lý do tại sao mọi người xem những cái thước phim của Tam Giác Mạch luôn luôn là như vậy. Trời mưa, ban đêm hay là những cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Như bây giờ vào đây rất là lạnh, mà đây là một cái điều kiện sống của cháu Cáy thì mọi người có tin không? Đây là một con người đang sống chứ không phải ở tạm. Nếu mà ở tạm như lều thì có thể về nhà chính, ở lều người ta chỉ đến 1-2 hôm trong một tuần thôi, nhưng mà đây là một cái cơ sở để một cái nhà để mà cháu Cáy ở đến thời điểm hiện tại là thực tế nó là như vậy. Thì trời gió rét buốt mưa sương nồm các thứ mọi người thấy là nó chỉ có gọi là bưng tạm bằng 1-2 cái tấm bạt như thế này, bạt rách như thế này đâu. Cơ sở nấu ăn cũng chỉ như vậy, vỏn vẹn như vậy đâu. Đấy, nếu như mà anh em mình không đến thì cũng không thể tin được rằng là cháu Cáy đang sống như thế này. Nếu mà để nói người Dao dân tộc của anh đi nương á, nhà nó còn đẹp hơn như này. Đúng rồi. Cái nhà người Dao nó phải đẹp như nhà người Mông, và cái lều ấy nó thẳng. Đúng luôn rồi. Làm chắc chắn ở. Một số nhà người Mông lại không đẹp bằng cái lều của người Dao đây. Tam Giác Mạch nói thật, nhất là cái khu Lũng Màng này kìa, cái lều người Dao rất là chắc chắn, có 2 tầng luôn. Tao Tôn Nông chứ tao. Tao là chị tao là rồi. Một ngày làm được 2 con chuột với 2 con chim là đủ ăn đấy nhỉ. Trước nó về đây với bấy được mấy con đấy, xong là lúc nào cũng nở nụ cười trên môi thôi. Xong là về sau từ lúc làm cái nhà thì không có thời gian đi. Ngày còn xưa là còn rất là thiếu quần áo, bây giờ là các bác gửi cho nhiều rồi nên là cháu nó cũng đỡ về cái khoản ăn mặc. Ngày xưa là hình như là có mỗi một cái quần bò với cả là... Đấy, đúng nhỉ? Cái này cái áo nó. Đấy, cái áo huyền thoại đấy. Ông nó mới bảo nó vứt ra, nó vẫn mặc. Nó mới bảo vứt ra làm rẻ. Áo huyền thoại của Cáy đấy. Chỉ có, nếu mà không nhầm là Cáy chỉ có một bộ duy nhất thôi. Mà sau... chỗ Cáy thì mưa sương nhiều lắm mọi người. Vì sau thì được các bác ủng hộ thì hiện tại đến thời điểm hiện tại thì quần áo thì cũng đủ mặc rồi. Đủ mặc. Cơm thì cũng có rồi. Cơm thì là không thiếu chứ nói đủ không đủ, bởi vì là nó là lâu dài chứ không phải là ngày 1 ngày 2. Nhưng mà nếu mà mọi người cùng chung tay giúp đỡ thì giả dụ như anh em mình hết thì mình có thể ủng hộ 1-2 bao gạo thì là chuyện bình thường. Đấy, thì cũng rất là may mắn là cái gian hàng bé bé của Tam Giác Mạch thì cũng nhận được cái sự tin tưởng của cô chú anh chị, đâm ra là cũng sẽ có một cái phần dư để hỗ trợ xăng xe rồi là ăn uống sinh hoạt, và cũng sẽ có những cái khoản trích mà bản thân Tam Giác Mạch tự soi xét là hoàn cảnh nào thật sự khó khăn thì anh em mình cũng cũng sẽ trích ra để hỗ trợ. Đó, nên là rất là cảm ơn cô bác anh chị trong thời gian vừa qua đã luôn luôn ủng hộ gian hàng để Tam Giác Mạch tự tin nói rằng là mình có những cái đồng tiền để lo cho bản thân mình và có thể trích phần bé bé để giúp những người khác. Giả dụ là 1-2 bao gạo hay là 1-2 gói muối là như vậy. Cũng hy vọng là qua cái thước phim của chỗ em Hiệp thì rất là hy vọng là mong được là các bác sẽ luôn luôn là chung tay giúp đỡ em Cáy để bớt vơi đi một phần nào bất hạnh của đời em Cáy các bác ạ. Chắc là anh em mình chia sẻ như vậy thôi nhỉ, để mà tiếp tục triển khai công việc. Thì với cái điều kiện sống cũng như là về những cái gì Tam Giác Mạch vừa chia sẻ đấy, về những thước phim của Cáy thì hy vọng rằng là hành trình hôm nay anh em mình vào đây hơn 80 cây số thì có thể là phần nào đó giúp đỡ được anh Nông cũng như là cháu Cáy để sớm triển khai căn nhà. Thì mọi sự ủng hộ quý cô anh chị có thể gửi trực tiếp cho anh Nông ở kênh An Nông TV hoặc là gửi vào số tài khoản Tam Giác Mạch, và anh em mình sẽ chuyển đầy đủ về cho anh Nông để anh Nông triển khai căn nhà cho cháu Cáy. Thì tất cả các cô chú anh chị gửi tiền cho hoàn cảnh cháu Cáy trước Tết đấy, Tam Giác Mạch cũng đã tổng hợp và gửi cho anh Nông rồi. Tuy nhiên thì cô chú anh chị thông cảm là những cái dữ liệu mà những cái mà anh em mình nhắn tin ở Zalo, Viber ấy, thì bây giờ Tam Giác Mạch khôi phục máy rồi thì nó sẽ không còn nữa, kể cả khôi phục dữ liệu nó cũng không về nữa, bởi vì là dùng iPhone thì nó sẽ ăn theo iCloud. Rất may là những cái danh sách cũng như là những cái số tiền của mọi người là đều còn chứ không hề mất, chỉ mất những cái dữ liệu tin nhắn thôi, những cái mà mình đã nhắn tin với nhau nó bị mất, như kiểu là bị xóa đấy mọi người ạ. Thì Tam Giác Mạch cũng rất là cảm ơn các cô chú anh chị sau khi xem được phim là cũng có những cái số tiền gửi về cho anh Nông để kịp thời là giúp cháu Cáy. Bây giờ thì phần móng gần như là xong rồi, đất đai thì có rồi, làm ruộng nương thoải mái bàn ngàn luôn rồi đấy. Còn bây giờ chỉ còn thiếu kinh phí để dựng nhà nữa thôi, dựng nhà, dựng cửa và chuồng trại hay là làm cái cần câu cho cháu Cáy thôi. Nếu như duyên đủ lớn thì khả năng video này sẽ kết nối cho cháu Cáy cũng tới các nhà hảo tâm, thì cuộc sống sẽ khác và đổi đời thôi mọi người ạ. Đây bây giờ Tam Giác Mạch mở lại cái tin nhắn của anh Nông ấy thì mới có. Thì trong đó có cô Hiền Hòa ở bên Mỹ là gửi 640.000 là ủng hộ cho anh dế tủa mà có vợ ăn lá ngón mất, để lại cùng các con đấy. Cô Nguyễn Thị Thảo là tặng 1 triệu cho Cáy này, và một nick là Hoa Ban ở Yên Bái là gửi 200. Thì tổng là Tam Giác Mạch đã gửi đầy đủ cho anh Nông rồi. Thì đây bây giờ mở lại điện thoại anh Nông thì mới có dữ liệu đây. Thì rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã hỗ trợ cho các hoàn cảnh của anh Nông thông qua kênh của Tam Giác Mạch. Bây giờ đi về thôi nhỉ. Tam Giác Mạch xin phép được giới thiệu gian hàng nhỏ bé của hai vợ chồng để cô bác anh chị quan tâm có thể ủng hộ. Hiện tại thì có thêm sản phẩm mật ong ngâm hoa đu đủ này, hạt óc chó này, măng để ăn Tết này mọi người này, và mật ong rừng. Đấy. Mật ong hoa bạc hà thì hiện tại đã vào chính vụ rồi nhá mọi người nhá, mật rất đẹp. Đấy. Bên trên là chuối hột rừng, măng dối này, trà này. Đấy, còn hạt óc chó là còn nguyên hạt này, và hoa đu đủ khô, rồi là sản phẩm rượu kháu vái lẻng. Cái này về ngâm mọi người nhé, một thang này ngâm với 5-6 lít rượu. Và đây là mỗi một thang sẽ được tặng kèm một chai uống thử như này luôn. Trong quá trình cô bác anh chị đang ngâm rượu thì có thể thưởng thức luôn rượu ngâm, một người khỏe 2 người vui. Bên trong này là thuốc đại tràng mọi người nhé. Đấy, cô bác anh chị đừng quên ủng hộ Tam Giác Mạch nhé. Xin cảm ơn ạ.